Ông Ngọc Hà nói gần đây tôi đã mạnh dạn đọc bình luận chê bai mình. Ông Ngọc Hà nói là khi đọc những lời bình luận chê bai mình, cô thấy buồn cười. Nữ ca sĩ cho rằng chọn lắng nghe những điều cần nghe và từ chối những điều không cần thiết phải đối mặt. Tối 30 tháng 7 thì Hồ Hà tổ chức sự kiện kỷ niệm hành trình 20 năm ca hát với sự tham gia của gần 1.000 khán giả, trong đó có những ca sĩ gương mặt quen thuộc của showbiz như Thành Lộc, ca sĩ Thanh Hà, ca sĩ Vương Nguyên, ca sĩ Hoài Sa và ca sĩ Bảo Anh. Dù đã hoạt động nghệ thuật từ trước năm 2004, được xem là dấu mốc, Hồ Hà chính thức bước chân vào ca hát với album đầu tay 24 giờ 7 ngày. Cô tâm sự với chặng đường của mình, cô nhận được nhiều cái tình thương và cả những lời chê bai. Nữ nghệ sĩ chọn cách lắng nghe những điều cần nghe và từ chối những đối mặt với những điều tiêu cực không cần thiết. Tôi chưa bao giờ cô đơn cả. Xung quanh tôi luôn là những người hiểu tôi, cùng suy nghĩ, cùng cách giải quyết. Về với tôi thì tôi luôn nói với mình, chính mình và ekip rằng buông bỏ chứ không phải buông xuôi. Tôi lắng nghe những điều cần nghe và từ chối những điều không cần thiết phải đối mặt. 20 năm qua tôi đi từ khó chịu đến buông bỏ. Những năm gần đây tôi đã mạnh dạn đọc bình luận về mình, cả những lời chê bai, và thấy mắc cười vì sao họ có thể nghĩ ra những điều mình không nghĩ đến như vậy. Nữ ca sĩ khẳng định cô không buông xuôi và trong bộ phim tài liệu sắp tới về cô, mọi sự sẽ sáng tỏ. Theo hé lộ ban đầu, phim tài liệu này sẽ có nhiều chia sẻ thẳng thắn của Hòa về các sự kiện đã xảy ra trong cuộc đời cô. Thậm chí xuất hiện những nhân vật được nhắc đến nhưng nhiều đoán. Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ diễn ra sự kiện, Hồ Hà còn mang đến 5 tiết mục gồm chơi với cô đơn trên sofa, liên khúc ta chẳng còn ai, liên khúc trống vắng, mắt sắp. Hồ Hà cho biết kể từ khi lúc đi hát đến nay, cô luôn làm mọi công việc bằng trái tim, bằng sự đam mê chứ không phải chứng tỏ điều gì. Với cột mốc 20 năm ca hát cũng vậy, nữ ca sĩ khẳng định làm con rể vì cho rằng điều đó không cần thiết. Tuy nhiên cuối cùng cô đã phải chiều lòng ekip với chuỗi hoạt động gồm đêm nhạc, live song tại phòng trà,